Tôi lật kêu đó. Mẹ, có quay, có quay rồi. Thấy gì? Xin chào anh em nha. Bữa nay là mấy anh em trời rất nóng nên là ra cái bãi xong ở Đức Hiệp này là mấy anh em tôi tắm cái đã. Tắm xong là mấy anh em cá lóc. Hôm nay là có đem thêm hai con cá lóc. Tí nữa anh em tôi nướng chui sau. Bây giờ là trước giải mình xuống đây cho nó mát tí ạ. Vô anh em ơi. Lên đi hai người nghe. Chạy đi, chạy đi. Tắm đi, tắm đi. Nguyên cái bãi xong từ đầu nguồn mà chạy tốc lúc. Dài lắm em. Nói chung là dài lắm. Hỏi anh em nó bơi đó. Đã không? Tắm đi Hiển. Tắm đi. Bờ rộng thênh thang mà. Nguyên cái bãi này rất là rộng luôn. Câu. Vô mắt mày á. Ui. Mát không? Mát không? Mát mát. Đang đứng giữa dòng sông nha. Mấy anh em là bờ kìa quá. Thôi được rồi. Bây giờ là vô đi kiếm cái rác để mình làm cá đi. Nướng cá đớp đi, đói bụng rồi á. Trời bây giờ nó xuống núi rồi nha. Đi, đi. Vô làm lẹ đi tối á. Vô. Đâu? Đúng không? Mấy anh em đang bắt con hánh nha. Đâu rồi? Đây, hánh xong. Hánh xong không? Ở quê mình. Nó họ làm được món giòn á. Đặc sản hánh này là miền Trung là gọi con hánh. Này là làm món dâu nha. Vì miền Trung mà ghé Quảng Ngãi đồ hỏi món dâu là ăn biết hết. Đây con hánh này. Bắt bãi xong này. Đây. Nào coi. Ví dụ như đây có lửa này. Đó, mình đào xuống. Mình đào xuống. Được. Đào xuống. Đó có mình coi là hình nhỏ. Ủa lý do tại sao nó phải ở ngay chỗ có lửa? À thì nó khi nó muốn nó phải để nó thở nó hô hấp chứ. À. À. Có nguyện. À được rồi. Nó thấy không? Thấy chưa? Đây. Ui cũng được. Thấy này mà bắt lần cỏ ký gì. Xào lên ăn ngon á. Có cái dẫn anh em tới cho anh em coi người ta làm giá nha. Cái râu giá đó. Đây, tay quyền đang ngồi kêu mình tới đây. Ở này là buổi sáng người ta bắt đầu người ta ra người ta làm. Xong cái chiều để ủ mới ra tối luôn. Tối khoảng tầm 1-2 giờ sáng bắt đầu người ta thu. Đây. Vừa thấy giá thấy giá này sạch không? Rất là cát này người ta làm giá nha. Đây, bươi này. Rất là sạch. Bươi sạch sẽ này. Rất là nhiều giá. Đây luôn nè. Ồ, thấy đầu giá chưa? Nhú lu nhú lên chưa? Quá trời. Nè. Nè. Ồ. Thấy không? Ồ. Đúng không? Là bố sạch. Giá này thì cực kỳ là sạch rồi. Một đốm này người ta làm này. Nguyên một đốm dài thấy không? Bên này nữa. Đó người ta chia ra. Thấy không? À, mỗi người nào cần liên hệ ăn giá cứ liên hệ mình nha. Mình chỉ cho ra mua. Người ta làm gần cái bãi sông cho nó sạch. Nó màu nó có ẩm nước này nó ẩm này. Chắc ẩm này này. Rồi giá nó nhanh phát triển. Làm chỉ cần một ngày là đã thu rồi. Ui, con tôm lùm luôn này. Ui giời ơi. Đó. Đó. Cứ ra người ta thu thì sao? Thấy không? Ừ. Cái này nó đã không? Ui trời. Thôi, để lại cho họ đi. Siêu sạch. Siêu sạch luôn á. Không, để lại cho họ đi. Học lại. Rồi, để lại như cũ nha. Đây. Bù đoàn cái lúc nào cũng có. Rồi, ok. Đó. Quê mình là vậy đấy. Đây. Nay thì nó có hai con lóc nó mang theo. Đủ lúc dạ. Thử đi lấy con kia ra luôn. Thử con đi. Lóc nướng chui nha. Tí nữa cắm vô là cứ bỏ rác vô mà đốt lên thôi. Còn cũng bự ghê. Giờ lên thì. Giờ này ức. Giờ đi. Giờ đi. Được á. Rồi rửa sạch chưa? Sạch rồi. Bên kia tay quyền đang chặt cái cây để mình cắm lên nhá. Tí nó xiên nó qua rồi bây giờ mình cắm nhỏng đít lên trời nó đi.
nửa rồi, được rồi, chặt nửa rồi, rồi. Đây, anh em nó xiên này, giờ cao lên, giờ cao lên. Ui, chị xuống, chị xuống. Ba thằng ăn hai con. Hai con này chắc được ký mấy á. Được không, bỏ con xuống đi, bỏ con xuống đi, đưa vô vô. Xin luôn. Xin xin tuột xuống luôn á. Tuột xuống luôn nữa chứ. Rồi. Máu con máu cay, sợ. Rồi. Rồi, hai em. Đốt chỗ nào ta? Sao sao đúng không em? Thằng Hiền nó đang đi chặt lấy rác nha. Lấy mấy cây nó khô rồi đó, tí anh em đốt. Bỏ lên cá đốt. Có không Hiền? Đúng rồi. Có không, có không? Có chứ mọi người. Đầu dơi xe coi, đưa coi cây đó coi. Đây nha, ba cái lá vòng vòng này nè. Rồi, chặt đi. Thì quyền đâu vô phụ nó đi. Đây. Đó, đó, đó. Vô phụ nó xí chứ. Đó. Ồ, thì mắc bỏ quá nè anh phụ nhá. Đây mắc bỏ. Có ba anh em anh em à. Hôm nay anh em mình đi quá. Không làm thì ai làm đâu. Tại vì đang mùa dịch mà. Tôi thì tôi cầm máy quay thì anh em kia phải phụ nhau thôi. Ồ, mắc bỏ quá. Để... thôi để đặt máy quay xuống vô phụ anh em coi nha. Đây. Đặt lên đi. Đây. Ai vô phụ anh em nha. Chung là mà xong mình phải tận dụng hết mọi thứ. Có thể. Ui. Phủ vô, phủ thấy chưa luôn, bẻ là đúng. Bẻ đi nào, bẻ giống tôi tay quyền á. Đốt có nó chín, chắc đây. Có không đốt thì có sẽ chín rồi. Này gọi là nước nướng chui nha. Thường họ là họ nướng rơm nhưng mà ở con ngải mình rơm nó ít quá như này mình phải đốt lắc lắc. Đúng không? Đúng. Như chả thiếu không chứ. Quẹt đâu, quẹt đâu? Lấy quẹt buông lên thôi. Rồi, cho nó lên đi. Rồi, vô. Rồi, đốt. Đốt, khi nào mà nó cháy tàn này là coi như là chín thôi nha. Ăn vậy thôi. Hành xui. Đó. Rồi, cứ cài để tí nó bừng. Đó, đúng rồi, nhung lên nhảy đó. Thank you.
anh em đang đâu quá. Hai con đó bây giờ hồi nãy là cắm lên, bây giờ đốt ngầu là nó cháy luôn, cây cắm luôn rồi. Thấy cái đống này coi như là chín rồi đó, bao phê luôn. Rồi bây giờ là bắt đầu làm chấn mắm. Ai làm chấn muối tiêu chứ? Này là chấm muối tiêu tiêu chanh nhất đất. Nó thấy đợi lại cho em. Có thêm món món mới nữa nha. Tây Quyền mới mới chạy vào cái nông trại kia xin vàng con ấy đây. Chủ anh. Ui trời. Đây nha. Mấy anh em đang làm đây. Ngon, rất ngon nha. Ngon phải không? Được 4 năm con. Ếch đồng. Mặt phết nha. Này mặt phết nha. Cá thì đã chín rồi nha. Đây. Cá chín rồi, hai con khô ráo này rồi. Đợi mấy anh em nó làm thịt mang ếch nữa là nướng luôn, nướng theo kiểu hồi nãy luôn, nướng chui luôn. Chứ bây giờ là không có bếp nút gì hết, chứ nướng chui thôi. Anh em ơi, ơi, nướng chui luôn nha. Ok. Ừ. Tất cả mọi thứ coi như là đã chín hết rồi nha. Đây, ếch đây. Ồ, bố nướng chui kìa. Ai, mang cá lóc chứ không ăn ếch. Chung là rất ok. Giờ là đem vô trong mấy anh em thưởng thức cái đó. Nướng chui này, anh em coi nướng chui nha. Ui, ui, thịt nó vẫn ngon lắm á, này coi thịt nó này, thịt vẫn bài bản chứ không phải giỡn đâu. Ui, 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 không. Ôi, cho nó lên mâm thôi. Ơi, mời anh em vô mâm nha. Đấy, mấy anh em đang lúc lá. Nhặt ra. Thịt nó nè. Bên ngoài thì đen đen nhưng mà bên trong thịt rất là ngon. Đây. Ui. Đấy. Xé ra. Xé ra. Ôi, xé đi anh em ơi. Hai con bỏ cho luôn. Đó đây, ở đây. Vì hết thêm trái ớt đi cho nó ngon. Ớt đây anh. Đập đi, đập đi. Ờ, mời mọi người nha. Vô đi. Đây. Đã chín rồi đó. Yeah. Ui trời. Tuyệt vời. Đấy, chân ừ, ớt, tư giả nha. Ơi, anh em đi. Khá là ngon nha. Thôi mời anh em vào mâm đi. Mấy anh em mình đây. Tắm tắm ngoài sông xong rồi bây giờ vô. Dùng mấy cái món dân dã thôi. Không có gì hết. Ừ, ngon. Ngon. Ừ. 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 Bia chứ. Làm cái nào ra cái đó chứ. Em nói anh vô lưu là vô lưu. Còn cái gì anh em đó ròn. Vô, vô. Dứt anh em. Dứt đi, dứt đi, dứt đi. Dứt đi. Rồi, tự nhiên đi. Chung mình khót nước quá à. Mình lồn miếng trước dễ khó này anh. Mọi người luôn à. Rồi, bữa nay mình chơi xét nha anh em. À, đã khót. Đúng là nhiệt độ quá cao mà gặp bia Trung Quốc là rất dễ nhiệt rất nhanh này. Nhìn miếng thịt nó là coi như là đã đó. Ngọt mà dưa nữa. Ăn đi Hiền. Tài lực. Đấy. Tài Quyền ăn đi. Đấy, đông là lộc. Tài Quyền xuống ăn ăn ếch không nha. Anh là đam mê ấy. Đam mê, chuẩn bị đam mê thôi. Trời bây giờ nó không tối tối đen không thui đâu. Gì tầm này nữa. Cái bãi xong là anh nằm ngoài kia. Nãy anh em nướng xong là dọn hết vô đây. Thôi. Bố anh em ngồi xung quanh đây. Hồi nãy ba người mà tay lực mới lên sau. Hay, nghe đây mà. Chấm bằng miếng muối nè. Rồi mình ngửi thôi nó thơm hay không nè. Nó có được ngọt nó thế nào nè. Rồi nó lên môi rồi mình mình nữa. Quá đã, quá đã. Ê, cho anh em coi món tầm nha. Tầm đúng không anh? Con tầm, con tầm. Con tầm mùa này là cái dạng này là dạng như thế nào rồi anh? Sao ăn được đây? Tầm này nó chín rồi. Chín đó. Rồi đúng không? Tầm đây nuôi là nó ăn lá dao không, không xử lý thuốc men, cực sạch. Cực sạch, màu sạch luôn nha. Ăn lá dao không nè. Ui trời ơi, con nó này.
Thấy không? Nó còn nhua nhua ghê không? Này là món gì anh em? Là món gì? Luộc tầm luộc à? Luộc quăng lâm ơ. Quăng luộc quăng lâm ơ à? Nguyên con nồi này cỡ 1 ký không ta? 1 ký ký rồi. Em bóc lại cái nữa coi. Nhìn hấp dẫn quá. Chua em. Ui giời. Rồi, xẻ đây. Hôm nay ăn chắc là béo lắm nè. Đúng không? Béo đúng không? Rồi, cực béo cực ngon. Xíu nữa rồi. Món lại liên tục. Xíu nó luộc rồi. Bồ món nè. Bồ món. Ai. Ui trời ơi. Đang nấu tầm nha. Tầm đã lên nồi rồi. Này luộc sơ thôi anh đúng không anh? Này luộc sơ. Nó nói đây, đủ bia đây. Đây một ly đâu. Ông tầm đang lên rồi đó. Hấp luôn. Vô. Ba chai cũ đi. Ui, anh em ngồi vô đông rồi nha. Review có món này nè. Món gì đó? Tam. Lần này nhỏ lớn giờ chưa ăn tam á. Thôi anh Dũng ơi, gắp cho anh em thưởng thức tôi thử như thế nào. Ừ. Đầu tiên mình hướng dẫn cho anh em ăn món tam này là chỉ cần là mình đổ một xíu nước, bỏ một chút muối. Này là anh trai có lực nha. Mình luôn xíu muối xíu bột ngọt thôi, mình đừng bỏ đường. Nhưng mà nếu mà đây ngoài bữa nó hơi thiếu nghệ, cho nên bỏ chút nghệ lần tạm nó vòn nó rất là dễ thương và nó ngon. Rồi mình ăn đó là ẩm thực ở đây là món này chỉ cần là quăng thêm miếng lá mờ nữa là dễ thôi. Cái sâu tầm luôn này. Còn mình đừng có đem chiên đồ là nó rất là dở. Đơn giản, quăng lá mờ chấm nước mắm. Rồi. Anh em đi. Rồi. Sao anh Dũng nói vậy, bắt trước lùm cớ thứ nha. Đúng rồi. Nếu anh em đồ ăn được thì cứ dùng tranh thủ đi chứ. Mày nghĩ chắc rất là ngon á. Chứ từ hầu nhỏ lớn lên cũng đâu biết mấy món này. Quá ngon mà. Thơm mùi cuốn lon lắm nha anh em. Thấy anh Dũng em mà thấy chả cũng dễ. Quá ngon nha. Anh nhớ. Đâu. Thấy anh Dũng nữa cũng ngon lắm. Chùi được khế quá. Cho nên là mình đó, đây. Đó trời luôn bò con luôn cho nó đậm chắc. Dạ luôn. Nó mang sầu ghê quá rồi. Thử con vớt mạnh như thế nào. Chàng ông rồi ông Kiều. Đấy, chấm sợi nước đặng ở đây. Đấy. Cái tầng nó không có bớt đâu ha. Nó sao. Này chấm như mắm à. Mắm được em ta. Mắm muối vẫn được. Ừ tùy theo vị. Ok, rất là hương vị rất là đặc biệt. Còn mắm không? Còn mắm không? Còn mắm không? Mà mình đưa tan tiền tôi nghĩ là không có gì mà để ăn ngon. Mắc cái gió trị coi là cái nghệ thuật giỏi mà đâu có ăn gió nhưng ta lùn nó đúng rồi. Đây. Rồi. Thử miếng cho nhau ơi. Rồi. Thử miếng lần đầu tiên ăn món này nha. Lần đầu tiên ăn món tầm đây. Mà nó nhảy. Ăn cay được không? Được. Mà để nó chấm thôi. Không, để tao bỏ. Ý tao đừng có nhiều quá. Thử sơ đó. Bỏ ớt vô trong. Sợ quá những tầm sợ quá. Thật thề lắm hấp dẫn. Thử coi. Chấm mắm mắm chưa? Chấm mắm đi. Thử miếng lần đầu tiên ăn này. Không rồi. Nhỏ lớn giờ rồi trời. Nhỏ lớn giờ mày ăn mày thấy mày ghiền luôn á. Ăn giờ ăn mới biết được nha. Nghe cả biết. Ăn hả? Ngon. Béo ngọt. Rồi béo. Ngon không? Béo mà nó bùi đó. Mày biết ta góp cái đó là máy nào. Ngon á. Chỉ có thứ ta tạm mới có nha anh em. Béo. Cực kỳ là béo luôn. Sứ nổ không nói cho sứ tờ tàm mới có. Béo thì có. Mà chạy xuống thị trắng mùa đất. Ủa mùa cái tạm ở đâu rồi á? Dưới không có. Chỉ có sứ tờ tàm mới có cái loại này thôi chứ. Mà tới đợt mới có ngay trong phân ngàn rồi cũng có. Vô đi. Coi có tiền không được ăn nữa. Có đợt tới đợt mới có chứ một ngày thôi. Chứ không có nhiều. Quấn như cái lá mờ nha. Lá mờ đúng không? Là miếng đã lá mờ nhưng mà giờ không có lá mờ hết, đã lá thu địch chứ. Đặc sản đó gọi là lá mờ rừng. Mờ rừng á. Mới ngon nữa. Em mơ móc